Nếu anh em có nhu cầu mua nick hoặc là thử vận may, lên ngay shoptng.vn, shop nick chính chủ nhất của kênh Tràm Game. Gặp sự cố sẽ được bồi hoàn lại 100% giá trị cho anh em cứ yên tâm nhé. Xin chào tất cả anh em. Phiên bản mới Vô Tận Hỏa Lực cập nhật được vài ngày rồi. Bên bản đài, em đã test ở đấu rank và quá cảm nhận rõ rệt sự tăng trưởng sức mạnh khủng của một vài vị tướng và khá nhiều vị tướng đang rất hot và được sử dụng nhiều ở đấu rank tinh anh và cao thủ Đài Loan. Em đánh bản đài đa số là để trải nghiệm sớm và gửi tới anh em các gợi ý đúng đắn nhất nhé. Em đã làm về sự thay đổi sức mạnh của vị tướng ở phiên bản mới. Bạn nào chưa xem, em có để link ở phần mô tả nhé. Tất nhiên là với sự thay đổi này, phần lớn đem lại hiệu quả, giúp cho các vị tướng này mạnh hơn, được sử dụng nhiều hơn ở đấu rank. Sau đây là 5 cái tên em nghĩ rằng anh em cần phải chơi một lần khi cập nhật phiên bản Vô Tận Hỏa Lực vào cuối tháng này nhé. Sau đây là các đánh giá và cảm nhận của Ad về tương lai của các vị tướng này. Thứ nhất là Butterfly. Ad thấy bên Việt Nam không chơi được Butter nhiều hay là chỉ dùng cho đánh thấp, thì ở Đài Loan, ở rank nào đều có và có truyền thống thích vị tướng này. Bản sắc này anh em, Auto Butter lên thách đấu đều có nhá ở các mùa trước khi phù hiệu ra mắt. Chứng tỏ Butter không phải là con tướng quá yếu, nhưng để nó trở thành con bài mạnh gánh team thì cần khá nhiều kỹ năng của anh em, từ cách di chuyển đến ra và giao tranh hợp lý và đương nhiên là cả đồng đội rồi. Và sau khi cập nhật phiên bản mới thì SD rank đã gặp một cái team 5 quá đáng gờm, gặp các tay to luôn anh em ạ. Pick một đội hình xoay quanh Butter với các con bài như sau, đó chính là Butter đi rừng này, Senia solo bảo kê đáp xuống Butter khi lao vào giao tranh, và Timmy trợ thủ hồi sinh chủ lực, Chrissy thì cấu rỉa xoa thương từ xa, và xạ thủ không phải ai khác đó chính là Joker sau khi được thay đổi sức mạnh. Và Ad cảm nhận áp lực thực sự từ đội hình này và Butter mất 3 sao liên tục, nghĩ mà còn cay anh em ạ. Butter có sự thay đổi khi có thêm sát thương chuẩn và miễn thương tối ưu, duy trì 3 giây không còn bị giảm theo thời gian. Và như Ad đã nói ở video trước, điều này đã giúp cho Butter mạnh hơn khi giao tranh. Chỉ cần ăn được một mạng là có thể vét sạch xanh luôn. Sát thương chuẩn giúp Butter có thể hạ gục các đối thủ nhanh chóng hơn. Chính vậy mà Butter đang là con bài cực hot ở đánh đài nhá. Nhưng anh em ơi, đừng lo lắng gì cả, tại Butter muốn hot được là còn cần phải có đội hình đánh xoay quanh tốt thì mới mạnh thôi. Chính vì vậy mà Butter đang là con bài khá hot ở đánh đài. Nhưng anh em yên tâm và đừng pick bậy nhá, tại vì muốn có thể phát huy được sức mạnh của Butter thì cần một cái đội hình bảo kê và tạo điều kiện tốt cho Butter, như là Senia, Timmy hoặc là các vị tướng xoa thương như là Joker hay là Chrissy để mà tối ưu sức mạnh của Butter nha anh em. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu chuyển sinh hoặc là ma tính. Nếu mắc chiêu 2, cài máu thấp nhất, ưu tiên tấn công xạ thủ pháp sư đối phương. Các thể loại tanker như là Toro, Badum, Grax thì không nên tốn thời gian làm gì cả, trừ khi bạn xanh và các vị tướng đó cực kỳ thấp máu nhé. Và anh em nên nhớ rằng, ở phiên bản mới Vô Tận Hỏa Lực, cài máu thấp nhất thì áp dụng cho cả chiêu thức, chứ không chỉ còn là đòn đánh tay. Nên việc cài máu thấp nhất đảm bảo việc Butter chiêu cuối không bao giờ nhầm mục tiêu. Đây là một tối ưu tính năng tuyệt vời ở phiên bản mới, anh em cần biết nhé. Chiêu 1 có thể tăng tốc độ chạy nên hãy sử dụng nó để di chuyển nhanh tới điểm nóng hoặc là thoát thân khi gặp nguy hiểm. Cũng như các vị tướng đi rừng khác, Butter sẽ phải di chuyển rất nhiều, thường xuyên quan sát bản đồ để hỗ trợ đồng đội hoặc cách ra vào giao tranh hợp lý, ẩn núp, vét mạng và xoa thương bắt chủ lực cùng team nhé. Thứ hai, Joker là vị tướng thay đổi và đang trở thành vị tướng hot pick ở bên bản Đài Loan. Joker có sự thay đổi như sau, đó chính là khi các bạn sử dụng chiêu 2 sẽ xuất hiện thêm một lần nội tại. Điều này khiến cho Joker nguy hiểm hơn ở khoản khống chế và làm chậm, cũng như dồn sát thương liên tục. Trước đây chiêu 2 của Joker chỉ hầu như là sử dụng để bỏ chạy hoặc là miễn sát thương vật lý, thì giờ đây Joker đã dễ dàng hơn trong combo của mình. Sự thay đổi là rất nhiều. Joker sẵn sàng sử dụng đòn đánh thường để có thể kích hoạt sau khi sử dụng chiêu 2 để outplay đối thủ. Cách chơi Joker được nhiều người thích hiện tại đó chính là núp bụi bắn nội tại, sau đó dùng chiêu 2 kích hoạt thêm một lần nội tại và bắn bồi thêm chiêu cuối. Sử dụng cả ma tính hồi sớm chiêu 1 và 2 đánh thường kèm bồi chiêu 2 hồi nhanh thêm một lần nhé. Và kết thúc kẻ địch từ xa bằng chiêu 1. Có thể nói, với 2 lần nội tại giảm 90% làm chậm trong 1 giây liên tục nhé anh em, đủ khiến tướng địch đi lẻ, ăn đủ và lên bảng điểm số. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu thần quang, nhưng anh em có thể sáng tạo thêm. Ad sẽ dùng ma tính để thêm một lần nội tại từ chiêu 2 của Joker, cơ động và khó chịu hơn. Nâng mắc chiêu 1, cài máu thấp nhất. Như Ad từng nói, Butter giờ anh em cài máu thấp nhất, chiêu thức và đánh thường sẽ đánh vào tướng máu thấp nhất ở trong tầm, nên anh em cứ tự tin nhé. Ngoài tầm thì Joker không tự đuổi theo, nên anh em cần phải sử dụng chiêu đủ và đúng tầm. Yên tâm, Joker mới tăng sức mạnh ở tầm chiêu thức đó. Lượng sát thương mà Joker đem lại ngay từ cấp độ 1 là cực lớn, do đó hãy chủ động núp bụi để cấu đỉa máu tướng và trụ đối phương. Sử dụng chiêu 1 để cướp tài nguyên rừng của đối phương từ xa nhé, nên kết hợp cùng với mid hoặc là người đi rừng để có thể dồn sát thương kết thúc đối phương một cách nhanh chóng. Lối chơi Joker sẽ thiên về là combo sốc,
nên anh em hãy cố gắng lên nội tại trước để có thể tối ưu hai lần nội tại và chiếc cuối nhé. Chắc chắn sức mạnh mới của Tucker sẽ khiến anh em phải trầm trồ. Thứ ba, Arthur. Arthur đang trở thành một con bài solo đường lầy lội ở phiên bản mới này. Hầu hết các điểm mạnh như là choáng, khống chế tung, giờ còn có thêm cả lớp giáp ảo khi dùng chiêu 1 và chiêu 2 lại được hồi máu rất nhiều. Điều này giúp cho Arthur có khả năng đi đường và solo tốt hơn, bá đạo và khó chịu. Không chỉ là châu bò, Arthur còn có cho mình một cái lượng sát thương theo thời gian khá lớn nên được rất nhiều bạn ưa thích. Arthur dễ chơi và kỹ năng của anh chàng này không quá khó, dễ sử dụng. Đặc biệt dành cho anh em nào lần đầu chơi hoặc là làm quen đến quân nhé, sẽ cực kỳ thích vị tướng này. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu mang tính nâng mắc chiêu 1. S nâng mắc 1 là để tối ưu khả năng tạo giáp ảo bằng 15% máu tối đa liên tục tiếp cận và hồi chiêu nhanh, và còn cơ động đi ganh nhé anh em. Nhớ một điều, có chiêu 1 ta mới khắc dấu ấn gây lượng sát thương phần trăm máu được. Phép bổ trợ Aesthetic đó chính là tốc hành nhé. Các chiêu thức của Arthur dễ sử dụng. Khi tung xong chiêu, anh em nên đánh thường để thể tối đa lượng sát thương gây ra. Combo dạng đó chính là chiêu 1 lao vào khắc dấu ấn và nhận giáp ảo, bật chiêu 2 tối ưu sát thương kèm đánh thường gây sát thương phần trăm máu và dứt điểm bằng chiêu cuối cực kỳ có chịu và đáng gờm. Nhưng không hẳn là dùng chiêu cuối dứt điểm đâu nhá, vì khi sử dụng xong chiêu cuối, anh em có thể gây ra lượng sát thương duy trì thời gian ở vị trí đó cơ mà. Nên ưu tiên theo các chủ lực địch thì giao tranh tăng sức mạnh ổn, nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lối chơi băng xả, lối trang bị semi giúp Arthur càn quét giao tranh tốt hơn. Dù tăng sức mạnh ổn nhưng để Arthur ngồi ngang mâm với vị tướng nhà Zena Vedet thì khó nhai đôi chút ở thời điểm hiện tại, nhưng đây là sự lựa chọn ổn và là một gợi ý tốt cho anh em. Thứ tư, Etchit. Làm con tướng thay đổi duy nhất, thêm cơ chế rất nhiều. Cụ thể em sẽ để link tăng sức mạnh tướng dưới video này để anh em xem nhé. Chết không thể kể ra các sự thay đổi của Etchit trong clip này quá mất thời gian. Sự thay đổi khi gia tăng cho Etchit đó chính là khả năng tiếp cận mắc tầm ở chiêu 1, tức là chiêu 1 anh em tung ra tầm lại xa gần gấp đôi thực tế. Đây là một bug nhỏ theo S là như vậy, anh em nên tranh thủ tận dụng để chơi với đau đanh trước khi bị sửa. Ngoài ra với cơ chế hồi nhanh từ chiêu 1 khiến Etchit có thể combo liên tục và đáng gờm hơn. Những sự thay đổi này giúp cho Etchit trở thành con bài công thủ toàn diện hơn, giúp anh em đeo đanh dễ dàng. Trang bị cho Etchit, S nghĩ rằng với việc thiên về công cho chính thức thì Etchit trang bị nên có một chút chống chịu tốt hơn khi lên đồ công. Bởi nhớ rằng nội tại Etchit bị giảm thời gian khá khá rồi nên lên phun sát thương là nằm viện rất cao, cứ lối đồ semi mà chơi nhé. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu ma tính nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Phép bổ trợ Etchit đó chính là tốc biến nhá, hoặc là anh em có thể dùng tốc hành tiếp cận giao tranh cho nhanh. Sử dụng nội tại hợp lý bằng cách liên tục tấn công bằng đòn đánh tay lên cả lính và quái. Combo khi bị áp sát chiêu 1, sau đó sử dụng đánh thường tiếp cận, sau đó tung chiêu 2 và chúng ta tiếp tục kích hoạt chiêu 1 cứ như vậy. Đó là cách chúng ta tối ưu sức mạnh của Etchit khi bị tiếp cận và tiếp cận. Combo khi muốn tiếp cận tướng địch từ xa đó chính là sử dụng chiêu 2, sau đó chiêu 1 đánh thường để tiếp cận. Khi đó chiêu 2 được giảm 50% hồi chiêu và ta trở về với combo dạng khi bị áp sát nhé. Sử dụng chiêu cuối hợp lý tạo ra pha lật kèo và lượng sát thương khổng lồ. Mặc dù phải mất đến 2 giây mới có thể thi triển kỹ năng, nhưng với khả năng minion sát thương trong thời gian này giúp cho cô nàng hút được rất nhiều sát thương từ kẻ địch. Etchit sẽ giống như Arthur là một sự lựa chọn tuyệt vời, gợi ý cho anh em đáng chơi và nên thử dù chỉ một lần nhé anh em, tránh tình trạng đối đầu cô nàng mà không hiểu Etchit mạnh ra sao và bá đạo ở đâu. Thứ năm, Zone. Sự thay đổi lớn nhất của Zone đó chính là nội tại bắn 4 phát đến tận 7 phát cơ và thêm một chút cơ động khi anh em tung chiêu, tăng tốc chạy nhé. Nhưng quan trọng hơn đó chính là nội tại bắn ra anh em sẽ gây sát thương bằng 1% máu tối đa của mục tiêu, 1 phát 1%, 7 phát liên tục, khá thấm đó nha anh em bắn tanker phê khỏi nói luôn. Nhưng hiện tại với cái lượng xạ thủ hiện nay thì Zone rất khó khăn để có thể cạnh tranh. Khi anh em cần Zone đi đánh nên lưu ý điều này đó chính là: thứ nhất, cần sự bảo kê từ trợ thủ. Và thứ hai, nếu đi team, sức mạnh càng phát huy to lớn khi được sự bảo kê, đứng bắn, Zone là chùm rồi anh em. Lưu ý khi chơi, phù hiệu chuyển sinh nâng mắc 1 nếu anh em muốn bắn và đi gank cùng khống chế liên tục. Còn nếu anh em mắc 2 không hề sai, sẽ giúp cho bạn bắn và càng ra tranh công thủ trụ vô cùng tốt. Mọi sự lựa chọn là do cách bạn đánh và tình thế ở trận đấu nhé. Em thấy nhiều anh em thích nâng mắc chiêu 2, càn hoặc là thủ trụ khá là tốt. Cài máu thấp nhất, đầu trận vị tướng này chưa tối đa được sức mạnh nên anh em hãy tập trung farm lính và quái, hạn chế giao tranh khi không cần thiết. Tích nội tại ở ngoài giao tranh và cấu đỉa tầm xa siêu hiệu quả. Tuyệt đối không nên tham mạng và cố lượt theo mục tiêu. Zone chỉ cần đi và đứng từ 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 sau đồng đội là được rồi. Nên nhớ rằng chỉ cần được đứng bắn và xả chiêu đó chính là thế mạnh. Vì Zone là vị tướng phải đứng lại bắn nội tại,
không tối ưu cho zone kiểu hit and run hiệu quả như các vị tướng Van Hên hè theo nát được. Cuối game, các bạn phải biết lựa chọn vị trí tốt, hạn chế lẻ và tốt nhất là lúc nào cũng phải có đồng đội đi bảo kê. Tận dụng chiêu cuối để ăn mạng và có thể kiếm mạng trợ thủ hiệu quả nhất nhé anh em. Đương nhiên là các bạn có thể sử dụng chiếc cuối của zone để có thể check bùa hay là check các bụi có tà thần, có rồng để mà xem vị trí đối thủ đâu nha anh em. Trên đây là 5 vị tướng bạn nên chơi và chơi thử một lần khi cập nhật phiên bản vô tận hỏa lực nhé. Đánh giá về sức mạnh và tương lai của vị tướng này cùng một vài lưu ý nhỏ khi chơi em đã gửi đến cho anh em rồi đó. Đây là 5 vị tướng và 5 cái tên tiêu biểu nhất sau khi được thay đổi sức mạnh và chiến thức ở phiên bản mới này rồi. Nếu anh em có ý kiến cá nhân hoặc nội dung em thực hiện, bình luận ngay dưới video nhé, em sẽ thực hiện cho anh em. Xin chào và hẹn lại anh em ở trong video lần sau. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.